chào mừng bạn đang xem video này. Tôi là Phạm Thành Long, luật sư chuyên về lĩnh vực luật kinh doanh và luật sở hữu trí tuệ. Trong 15 năm qua, tôi đã giúp đỡ hàng ngàn lượt khách hàng trong những hợp đồng đàm phán thành công. Đây là một khóa học online, bạn có thể có được nó và học đi học lại nhiều lần. Mỗi lần học tôi tin chắc rằng bạn sẽ tìm thấy một điểm thú vị của chương trình này. Đàm phán không có gì là khó khăn, chỉ cần chúng ta luyện tập thường xuyên. Những chiến lược tôi dùng trong chương trình này, những vũ khí mà tôi chia sẻ với bạn trong chương trình này vô cùng đơn giản, dễ dùng. Bằng việc bạn tập luyện nó thường xuyên, bạn chắc chắn sẽ trở thành một những bậc thầy về đàm phán. Đăng ký ngay bây giờ và hẹn gặp lại các bạn ở bên trong khóa học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.